Chứa bài tập trắc nghiệm phần giới hạn hàm số này. Nào dừng lại hết đi. Nghe cách chữa, bởi vì có những bài ta không cần bấm máy ta vẫn ra được đáp số. Bấm máy ra đã là tốt rồi, nhưng mà có cách, có nhiều cái còn rất là lâu đúng không? Đó. Câu 158. Mệnh đề nào sai? 1 trên 0 thì vô cùng là đúng rồi, nhưng mà đây là 0 trừ thì âm vô cùng đúng. 1 trên 0 cộng, cộng vô cùng đúng. Căn cũng là một số dương đúng không? Thì bằng cộng vô cùng đúng. Nhưng cái này thì không được ghi cộng vô cùng, mà chỉ được ghi vô cùng thôi. Vì em đang không biết nó là không cộng hay không trừ đúng không? Nên nó chỉ là 1 trên vô cùng, à 1 trên x bằng vô cùng, được chưa? Câu 159. Bậc tử của bậc mẫu như nào? Đưa x này mà vào trong căn thì thành x bình. X bình nhân x thì là x mũ 3. Đây lại là x mũ 4. Bậc tử nhón bậc mẫu, đáp số 0. Đúng chưa? Không cần bấm đâu. Tiếp tục, ta xét các mệnh đề sau. Một thằng cộng, một thằng trừ. Thế thì nếu là fx trên gx đi, thì vô cùng trên trừ vô cùng à, đúng không? Vô cùng trên vô cùng là dạng vô định chưa? Không được bằng trừ 1, cái này sai chưa? Xem đề nó hỏi gì đã. Nó hỏi đúng sai à? Ok, hỏi đúng sai. Nghĩa là ta xem thằng 1 này, vô cùng mà trừ đi trừ vô cùng thì thành cộng vô cùng không? Trừ trừ thành cộng, mà hai thằng cộng vô cùng cộng với nhau thì vẫn là vô cùng đúng không? Một đúng nhá. Con này thì sai chưa? Vì nó rơi vào dạng vô định là vô cùng trừ vô cùng. Con này là vô cùng trên vô cùng. Đây là hai dạng vô định đúng không? Nên không thể biết đáp án được. Nhỡ chỉ có một đúng, đúng chưa? Sang trang xem đáp án gì. Chỉ có một đúng, C. Hiểu chưa? Đấy, phân tích. Còn nhớ là bốn dạng vô định của mình nha. 0 trên 0 và 0 nhân vô cùng nữa thì được chưa? 161. X dần đến trừ căn 2 đúng không? Mọi người bấm máy hay gì? Con này nếu làm tự luận thì sẽ là x mũ 3 cộng căn 2 mũ 3 là hằng thức này. X cộng căn 2 nhân với x bình trừ căn 2 x cộng 2 chia cho x trừ căn 2 nhân với x cộng căn 2 và rút gọn. Rồi sau đó thay số. Được chưa? Còn đâu mọi người có thể bấm máy thoải mái mà. Đáp án sin x trên x. Đáp án chính xác. Vì sao? Bạn nhìn này, sin của bao nhiêu đi chăng nữa vẫn nằm trong phạm vi trừ 1, 1. Trừ 1, 1 coi như là hằng số đúng không? Nhưng cái x này là gì đây? Vô cùng. Thế hằng số mà chia vô cùng thì chẳng bằng không à? Đúng không? Chứ tự dưng bấm máy làm gì những con như này, mất thì giờ. Chưa kể bấm máy lại có đổi radian hay không nữa cơ. Không đổi radian lại toang. Sin x mà. Sin cos trả đơn vị radian à? Lại phải đổi ra. Ơi mệt. Được chưa? Hiểu chưa? Con này. Thôi bấm máy ra bao nhiêu rồi? 1 à? Đúng không đây? Đấy, một ông 1, ông trừ 1 là thấy khác nhau rồi. Ôi trời ơi, bà đáp án. Các đồng chí bên này đáp án gì? Chị Trang ngồi chơi à? Đáp án gì? Những người ở dưới. 1 đi. Nào chốt 1 chưa? Đức. Thế sao Nghĩa lại ra 5/4? Đấy, 2 người 5/4 rồi. Quốc Anh, 3 người 5/4 rồi. Chết mệt. Làm tay này. Lại tách được thành gì? X cộng 4 nhân x trừ 1 chia cho x nhân x cộng 4. Triệt tiêu. Thay trừ 4 vào đây là trừ 5. Trừ 5 chia trừ 4 bằng 5/4. Muốn làm nào là. Được chưa? Thấy xấu hổ không? Bấm máy còn sai thì thấy xấu hổ không? Bấm máy còn nhầm. Nhầm á? Nhầm ra nhầm kiểu gì ấy? Được chưa? Bấm máy kiểu gì á?
Nhập này vào bấm trừ 4 nhưng mà bấm trừ 4 sẽ chết. Đúng rồi. Mọi người phải bấm, ví dụ như số 1 thì phải là 1,001. Thì mọi người phải bấm trừ 4 này này, nhưng mà phải cộng thêm một lượng rất nhỏ. Còn nếu bấm trừ 4 không ý, nó là phép chia cho không đúng không? Máy sẽ hiểu phép chia cho không thì mát error luôn. Đúng không? Mọi người thể để là trừ 4,001. Hiểu chưa? 164. Tử luận thì là nhân liên hợp, còn bấm máy ra bao nhiêu? Bấm chưa? Bao nhiêu? Nếu không làm là ta dừng chữa luôn đấy nhá. Từ nãy giờ mọi người phải làm rồi đấy. Thì những con dễ này bắt tôi viết tự luận à? À. Sao Thanh Yên Nghĩa vừa bảo trừ 1? Nhân liên hợp lên. Nó phải bằng 0 nhỉ? Nó phải bằng 0, đúng không? Nhân liên hợp lên thì trên này x cộng 1 với x cộng 1 mất. Trên tử là trừ x bình. Chia cho x nhân với căn cộng căn. Đấy, liên hợp. Mất cái này thì còn x. Mà x dần đến 0 thì không chiên cái gì trả bằng 0. Sai hết. Một ông 1 với ông trừ vô cùng cái thứ thì toang hết. Đúng không? Em đúng không? Bây giờ mới không, tôi ra đáp số rồi mới không thì làm gì? Lúc tôi hỏi các ông phải đọc. Tôi khoanh cả đáp án rồi, không mới đọc không thì đọc lại đáp án rồi. Cái lúc cần thì chẳng ông nào đọc. Hiểu chưa? Nhân liên hợp của x bình với x thì chỉ đều vẫn còn một lần đấy chưa? Mấy x dần đến 0 mà thì không chia cái gì chả bằng 0. Nên nếu mọi người mà chịu khó luyện tập ấy thì sẽ đến một lúc mà tự luận khi mọi người viết còn nhanh ở bấm máy. Nhằng ngày viết phát ra đáp án luôn không? Nhưng phải luyện tập nhiều vào, chứ còn lười thì mệt lắm. Đến bấm máy còn không dần bấm. 165. Đáp án x bình chứ x bình hết rồi này. Trên tử sẽ là 2 này đúng không? Mẫu là căn cộng căn. Như vậy đáp án là sao lại không? Sao lại không? Đáp án mấy? Mẫu là căn cộng x đúng không? Trên tử này là x thì bậc tử bằng bậc mẫu đúng không? Như vậy đáp án phải bằng 1. Mệt mỏi thanh niên. Tôi lại viết tự luận cho các đồng chí xem. X nhân với x bình chứ x bình hết rồi thì còn 2 đúng không? Chia cho mẫu là căn của x bình cộng 2 cộng x. Bậc tử bằng bậc mẫu chưa? Trên tử là mấy đây? 2. Mẫu là 1 cộng 1 cũng là 2. Đúng chưa? À, nhìn ngân được chưa? Ôi, chữa trắc nghiệm bằng cả mấy trăm câu mà cứ chữa như này thì bao giờ xong? Nào, nhìn thấy không? X dần đến mấy đây? Âm vô cùng. Có gì? Có căn. Có trị tuyệt đối thì phải đặt dấu trừ ra phía ngoài, còn nhớ chưa? Đáp số bằng bậc tử bằng bậc mẫu rồi nhá. Tử là trừ 2. Mẫu là... cái này vứt đi rồi. Trừ 1. Được chưa? Bấm máy đi xem đúng đáp số trừ 1 không? À, đáp số bằng 2 không? Con này bắt buộc phải bấm máy đi so đáp số. Ai ra 2 thì mới là đúng. Bấm đi. Chuẩn chưa gì? Lấy x dần đến âm bao nhiêu? Âm 10 mũ 6 à? Em lấy 9 triệu. Úi dồi. 9 triệu thì chính là 9 nhân 10 mũ 6. Vui tính đấy, 9 triệu. Thực ra lấy bao nhiêu được, lấy lớn là được mà. Thì nhập 10 mũ 6 luôn cho nhanh không? Lại còn 9 triệu lại thêm chút 9. Được chưa? Phải bấm. Bấm chưa? Tôi chờ để mọi người bấm mà. Phải bấm. Con đã bảo rồi, đến một level nào đó mọi người không cần bấm biết được đáp án cơ mà. Nhưng bây giờ mình còn đang level thấp thì phải bấm đi. Nào bấm ra chưa? Đấy, còn những con người còn đang chưa thấy ra kết quả ấy. Con đang ơ với A. Được chưa? Tiếp tục bấm luôn con 167 đi.
Có 167 mọi người phải bấm đấy. Nhớ để radian nhá. Nhớ để radian. 167 phải bấm. Xem có đúng đáp án ra 1 không? Tôi nhìn tôi nhẩm ra được 1. Nào đồng chí nào chứng minh tôi nhẩm sai đi. Chị Trang đi. Thầy sai rồi, thầy xin lỗi em đi. Đúng không? Là chị My vậy. Chứng minh thầy sai đi. Đâu, em ra 1 rồi. Ra 1 à? May thế. Thanh niên Quốc Anh bấm ra 1 chưa? Không ra. Bấm lại. Ra 1 thì thôi. Nhớ đổi radian. Đổi càn vào nhiều. Em ra 1,000. 1,000 thì chả là 1 à. Đấm nó vắt thôi. Quang, đấm nó vắt. Gì? Thằng này cứ phải đấm. Can 0,001 đi, xem nó ra mấy. Nào, hai thanh niên này. Ra chưa? Chuyển nhá. Quang Anh ra chưa? Cái thằng tinh tướng mọi lần bấm máy nhất thì bây giờ không ra. Quang, Quang bấm cho nó. Hoặc phép. Xem đổi radian chưa? Bấm đi. Không, em cầm máy của nó bấm luôn cho nó xem. Cái thằng tinh tướng mà, mọi lần chỉ thì nhăm nhăm bấm máy bây giờ không bấm được. Tiếp. Con này thì thôi tự bấm luôn đi. Đây chính là hàng thưởng thức giống con lúc lẫy mà đúng không? Như vậy có 168 bấm ra này. Có 169. Con hành bấm thôi mà đúng không? Ra gì? Bấm chưa? Những câu dễ này. Ngân. A gì? Những câu nào dạng lạ dạng một chút ta sẽ chữa chi tiết. Câu này thì nhân liên hợp cả tử cả mẫu rồi đúng không? Bấm ra bao nhiêu? Con này mà viết nhân liên hợp tự luận thì dài. Tử mẫu thì cái mẫu thì nhân với hằng thức số 3, tử lại nhân hằng thức số 6 đúng không? Dài lên bấm máy nhanh nhất. Đáp án. Gì? 170 rồi em. 170 gì? D gì? Cái này là mọi người tự giác bấm nhá. 171. B à? Vô cùng á, kiểm tra nhá. Trên tử tách được thành x trừ 5 nhân với x trừ 7 chia cho x trừ 5. Triệt tiêu rồi. 5 trừ đi 7 phải bằng gì? Trừ 2 chứ. Đúng không? Không đáp án là việc của nó. Chứ không phải là không có đáp án ta chọn lung tung. Tôi nhìn phát là tôi biết chắc chắn không thể ra vô cùng được. Vô cùng là có mẫu không. Mà cái mẫu này triệt tiêu rồi. Đúng không? Như vậy là khi ta thay lim của x bằng 5 vào thì 5 với trừ 7 thì còn trừ 2. Như vậy phải là đáp án bằng trừ 2. Xóa này đi chẳng hạn. Trừ 2 thì nó mới đúng được. Cái chọn vơ vơ vớ vẩn. Được chưa? Đề có thể sai nhưng mình làm thôi cơ mà. Lại cái kiểu cố tình bẻ cong nó đi à? Nào bây giờ ta sẽ chọn câu làm đi nhá. Những câu như này mọi người đều hoàn toàn có thể bấm được rồi mà đúng không? Đáp án thì cũng có bảng đáp án cho mọi người soi rồi. Câu 179. 179. Bây giờ ta sẽ chọn câu để làm. Tính tự luận này. Nhân liên hợp. Nghe kỹ đi. X bình với X bình nhà mất. Trên tử sẽ là AX cộng 5 chia cho căn trừ X. X dần đến trừ vô cùng. Đúng không? Bậc tử là 1. Bậc mẫu cũng là 1 chưa? X bình cộng AX cộng 5 mà. Bậc mẫu là 1 đúng không? Chia cả tử mẫu cho X. Trên tử là A. Mẫu là có căn đúng không? Đặt dấu trừ phía trước thì căn X bình gọi là trừ 1 không? Trừ 1 tiếp không? Thì bằng A trên trừ 2 bằng 5 đúng không? Thì A phải bằng trừ 10. Đúng chưa? Viết vào. Viết tự luận vào đi. Được chưa?
Câu 181 đáp án gì? 181 đáp án gì? Ai làm rồi? Đưa x nhà vào trong căn thì là x bình x mũ 4, bậc tử bậc mẫu giống nhau chưa? Thế thì bậc tử bậc mẫu giống nhau rồi mà lại dần đến cộng vô cùng thì đáp số phải là 1 trên căn 2, chính là bằng căn 2 trên 2. Đúng chưa? Đây con này. Con này tính tay thì mệt lắm. Nên bấm máy thôi. Ai bấm rồi? Con này ai bấm rồi? Bấm thử đi. Nhưng vẫn chuyển radian nhé. Con này trước đây chỉ có A1 Việt 3 học thôi. Nhưng cách đấy cũng phải 3-4 năm rồi. Còn đâu 2 năm gần đây nhất là không thấy thi loại có cốt cốt này. Vì nó phải dùng là kiến thức của đại học là vô cùng bé, vô cùng lớn. Tự bấm máy nhé, xem có đáp án không. Không có rồi, em bấm sai rồi. Dạ không à, làm gì có đáp án không. Khẳng định câu này không bằng không. Khẳng định câu này không bằng không nhá. Nếu ai tính tay thì phải dùng công thức sin x, sin của ax đi thì tương đương với ax. Mọi người phải dùng công thức vô cùng bé này, sin ax thì tương đương với ax. 1 trừ cos của ax thì tương đương với ax tất cả bình trên 2. Đấy. Ra đáp án gì? C thì đây là làm tự luận phải dùng hai công thức này. Nhưng mà tốt nhất là câu này bấm máy. Được chưa? Đấy. Nó bấm máy ra C thì mình phải bấm được, nhưng lấy số nhỏ thôi, bảo lấy số nhỏ thôi. Tiếp nhá. Thôi nghe tiếp đi. Về có thể bấm lại sau mà. Các câu này dễ rồi, tự bấm. Không vấn đề gì cả. À. Nào bấm thử 188 câu giới hạn trái giới hạn phải. Đây là 1 trừ đúng không? 1 trừ là bao nhiêu? X dần đến bao nhiêu? 1 trừ thì phải bấm số bao nhiêu, can x bằng mấy? Bao nhiêu? Nó to đấy xem. 0.9999. 1 trừ mà có phải âm 1 đâu. 1 trừ là nhỏ hơn 1 một chút thôi, là 0.999 nữa. Bấm máy đi. Bao nhiêu? 0.999. Vài số 9 thôi, bấm thật lực để làm gì. Thấy nó ngồi nó bấm thật lực. Dương vô cùng à. Ôi giời ơi, lại tẩy. Đúng chưa? Bấm được chưa? Ra một số rất lớn đúng không? Nào chỗ Hưng ở dưới được chưa? Dương, hiểu chưa? Ví dụ nhá, lấy x không bằng 2, 2 cộng thì sẽ là 2.0001. 2 trừ là nhỏ hơn 2 một chút là 1.99. Có hiểu không? Như vậy x0 cộng thì lấy x0 cộng thêm 0.0001 đi. Còn x0 trừ thì lấy x0 trừ đi 0.0001. Được chưa? Cộng thêm một lượng nhỏ và trừ đi một lượng nhỏ thì ta không cộng không trừ. Nhớ đấy. Ta chỉ chọn các con nào thấy hay hay điển hình thôi. Còn dễ quá. 195. Không bấm. Không cần phải bấm con 195. Tử là cái gì? Tử là cái gì? Nói một câu phát là biết đúng hay sai. Tử là cái gì? Chính xác, hằng số. Sin cos kiểu gì trả trừ 1 1. Đâu giờ Vừa nói xong. Đúng không? Sin cos to cỡ nào chẳng nữa cũng chỉ trừ 1 1 gì. Thế trừ 1 1 mà nhân 3 nhân 4 cộng nhau vẫn chỉ là hằng số thôi đúng không? Nhưng mẫu thì nó tăng dần đến vô cùng không? Thì một hằng số mà chia vô cùng thì phải bằng 0. Đúng chưa? Bấm máy vẫn ra được thôi nhưng mà nó mất thì giờ. Tiếp nhá. Các câu này dễ tự bấm. Câu 198. X lớn bằng 2 thì phải tính lim khi dần đến 2 cộng đúng không?
lim của căn x trừ 2 cộng 3 khi x dần đến 2 cộng, đây không phải dạng vô định thì cứ thay số 2 vào luôn, bằng 3. Lim của ax trừ 1 khi x dần đến 2 trừ, cũng thay 2 vào là bằng 2a trừ 1. Để có giới hạn tồn tại thì giới hạn trái, giới hạn phải bằng nhau đúng không? Cho hai thằng này bằng nhau thì a bằng 2. Hiểu chưa? Thanh niên Hưng. Hiểu chưa? Ngân hiểu chưa? Trang. Xong rồi này. Yep. 1 cộng thì là 1,0001 nhá, bấm được. Câu 202. Đọc được kết quả luôn không? Đọc luôn không? Không bấm. 202. Bậc tử là mấy? 4. Bậc mẫu? 3. Đáp án? Thế thôi mà cứ phải gợi ý thì mới lọc. Cứ phải mớm. Đúng không? Cứ phải mớm. Giống như ngày xưa đúng không? Ngày xưa lúc đút cháo này thì bố mẹ đút gì nào? Chả cho mồm nhai xong nhổ tẹt vào mồm gì nữa. Thầy ghê thế. Ơ thì tôi nói sự thật gì? Chưa. Ờ thì cho ra thì à. Sự thật nó đập vào mặt cái gì á? Mớm là chả như thế. Xem bọn chim chưa? Đấy, nó đi kiếm mồi là tha con sâu đúng không? Nó chả cho mồm nó rồi đúng không? Người đông thế mà. Ai bảo thầy thế? Người có thi à? Về cứ hỏi xem. Bố người ta đẻ thì điểm gì? Ờ về cứ hỏi rồi biết. Thế các đồng chí biết cái trò hút mũi trẻ con chưa? Dùng gì hút? Dùng mồm mà hút còn gì nữa? Nó bị sổ mũi. Máy hút sổ mũi. Vâng, máy hút. Các đồng chí cứ ngồi giờ, cứ ngồi cười, cứ chê bẩn đi. Đến lúc chúng mày có con ấy, rồi sẽ thế thôi. Rồi nó bị nói hiện đại rồi. Chẳng có hiện đại đâu. Giờ con tôi cũng thế này. Ăn nó rơi ra hay là nó trở ra thì mình vẫn ăn bình thường hoặc mình nhai cho nó. Chuyện bình thường. Cứ cười đi, đến lúc chúng mày có con rồi sao lại chúng mày biết. Ngon đấy. Ngon chứ, ok. Tiếp. Ngày xưa tôi cũng cười giống các đồng chí thôi, nhưng mà bây giờ tôi không cười nữa. Đấy, bây giờ tôi không cười nữa. Còn cái chuyện mà tay chân này người mà dính nhức đái dính phân ý, chuyện bình thường rồi, cái bữa không vấn đề gì cả. Đang bế nó lại vui tính nó lại ị cho phát rồi. Tiếp này, câu 215 nhá. Câu này còn nhớ cách làm không? Mọi người còn nhớ cách làm tự luận không? Làm như nào? Tách làm sao được mà tách? Phải thêm bớt, đúng không? Thêm bớt mấy? Lấy x bằng 0 thay vào đây là 1 nhưng nhân 2 là thêm bớt 2 đúng không? Sau đó tách thành hai con và nhân liên hợp thì. Nhưng mà nó rất dài nhưng mà mọi người vẫn phải biết cách làm đúng không? Còn đâu thì ta bấm máy ra bao nhiêu? Đây ta cứ viết tự luận một tí đã nhá. 2 nhân căn của x cộng 1 trừ 2 cộng 2 trừ căn bậc 3 của 8 trừ x. Rồi trên x. Trên x thì là từng con một nhân liên hợp là xong đúng không? Nhưng mà nó dài vì con này nhân hợp là phải bình phương thiếu mà. Bấm máy ra bao nhiêu mọi người bấm thử đi. Bấm máy đi, máy tính đâu? 1,08 à? 13/12 à? Đúng không? 1,08 thì chỉ có 13/12 thôi. Hiểu chưa? Thì rất là nhanh. Thì phải để ý kết hợp các phương pháp lại với nhau. Tiếp. Câu 217 giống câu lúc nãy rồi, bỏ qua đi. Bấm câu 218 đi xem nào. Câu 218. Bao nhiêu? Ai bấm ra rồi? Không, để cho ông thêm một người, hai người bấm cho chắc. Trừ vô cùng à? Nào, mấy người bấm đi.
Nghĩa bấm ra gì? X trở nên âm vô cùng đúng không? Bây giờ mọi người, một người bấm là trừ 1000. Bấm trừ 1000 xem ra bao nhiêu nào. X trở nên trừ 1000, can trừ 1000 ra bao nhiêu? Âm 7 phẩy nhân 10 mũ trừ 5. 10 mũ trừ 5 là 0,000, phải là bằng 0 chứ, đúng không? Trừ 1000 ra 0 nhá. Tiếp tục bấm trừ 1 triệu, can trừ 1 triệu. Trừ 1 triệu ra bao nhiêu? Trừ 10 mũ 6. Cũng là 10 mũ trừ 7 thì 1 nhân 10 mũ trừ 7 thì vẫn là 0,0001 đúng không? Thì vẫn là 0 đúng không? Thế tại sao lại ra âm vô cùng được? Có hiểu không? Có nghĩa là các đồng chí bấm sai. Nếu là 10 mũ 7 thì mới là vô cùng. Đây là 10 mũ trừ 7 cơ mà. Có hiểu không? Nó là 10 mũ trừ 7 phải là 0,0006 số 0 mà. Tại sao cứ nhìn thấy 10 mũ cái là bắt đầu vô cùng luôn rồi. Xong nhìn thấy số trừ phát lại thành âm vô cùng à? Đấy là bấm máy. Như vậy mọi người đã nhìn sai rồi. Cái thứ hai, bảo rồi, cốt 5x như nào? Trừ 1,1. Nó là hằng số đúng không? Hằng số mà chia cho gì? Chia cho một số vô cùng lớn thì phải bằng 0 chứ. Có đúng không? Hằng số mà chia vô cùng thì phải bằng 0 mà. Nên nghe thấy mọi người bấm bảo ra trừ vô cùng đã là thấy vô lý rồi. Hiểu chưa? Đấy, chọn câu nào phát lại chết câu đấy. Tiếp, câu 223. 23 thực ra không phải câu khó nhưng mà nó có trị tuyệt đối nên để nhắc mọi người cái phá trị tuyệt đối này mà thôi. Nhưng nếu bấm máy luôn thì sao? Ta bấm máy luôn thì như nào? Mọi người bấm trị tuyệt đối đi. Nhập hàm số phân số này, shift ABS này. Ra thấy biểu thức trị tuyệt đối chưa? X bình trừ 4X cộng 3. X bình, X bình trừ 4X cộng 3 trên X trừ 2 đúng không? Can này, 2 trừ là 1,99999. Âm 100 triệu đúng không? Âm vô cùng. Thanh nhân Hưng được chưa? Chứ không phải ấn lực số 9 như luôn đây đâu. Được chưa? Đấy. Mọi người nhập trị tuyệt đối vào nhá. Nếu là máy Casio bình thường kia thì là chỗ chữ mà shift hyperbole ấy, chỗ chữ HIP ấy. Được chưa? Còn máy này thì là chỗ chữ N. Được chưa? Tương tự như vậy, câu 25 đều bấm được rồi đúng không? Nào. Câu 227 bấm máy đi. Đừng không nào sai nữa nhá. 227. Bấm đi Trang. Ai đọc đáp án nào? 227. Nghe lại thấy sai thì buồn. Quang ra rồi thì đọc lên. Ok, bấm lâu thế. Bao nhiêu? Không. Rồi ơi, thấy mấy người không rồi đâu mới dám khẳng định mới to mồm. Em có nói đâu. Vì sao không? Vì sao không? Nhìn này. Hằng số. Hằng số x với x bình rồi bậc tử nhón bậc mẫu không? Bậc tử nhón bậc mẫu thì đương nhiên phải là bằng 0 rồi. Đúng chưa? Ok nha, chị My hiểu chưa? Trang bên này xem có vấn đề gì không? Câu 230 có làm được không? Câu 230 thì dễ rồi. Lim của nó này sẽ bằng A trên 2 đúng không? Bằng trừ 4 thì A bằng trừ 8. Quá dễ rồi. Câu 236. Câu 236 sẽ là khó với mọi người đây này. Nhìn kỹ 236 đi. Những câu đó đặc biệt, còn những câu dễ quá là ta bấm máy được nên không cần chữa, bọn em tự làm được. Câu 236 có MN thì bấm như nào? À, Thành bấm máy. Không biết thì ai biết. Cầm xuống nó vút.
để xem mười cả Linh nhá. Nào câu 236 nhanh lên. Đố nhỉ biết cái này cái gì? Đố nhỉ biết cái này cái gì? Đố nhỉ biết. Đúng rồi đấy, nó cái đũa cả đấy. Lúc đầu tôi tưởng cái thước của giáo viên để quên, tôi trưng dụng luôn. Nhưng hóa ra là anh Hưng trợ giảng anh mua cái này là mua ở trong quầy đồ bếp. Đây là cái đũa cả để đảo cơm. Cái loại này chắc phải nấu cái nồi cơm phải 20 lít cho khoảng tầm đôi chục người ăn mới phải dùng cái này sới sới. Tôi trưng dụng luôn, thấy nó hay mà, tiện tay cầm tốt. Có làm được không? Bây giờ là cách tự luận trước nha. Và cách tự luận nó không hề ngắn chút nào. Nào dừng lại đi em, nói tự luận này. Bỏ qua viết chữ lim nhá, cho đỡ mất diện tích nhá. X mũ m trừ 1 cộng 1 trừ x mũ n. Nhìn này là mọi người biết là bước làm gì rồi đấy đúng không? Thêm bớt 1. Thế sau khi thêm bớt 1 rồi thì cái câu này quen chưa? X mũ m trừ 1 ta đã tính một lần rồi còn gì đúng không? Chính là cái câu mà hôm trước bảo mọi người cho làm đấy. Đây này, nó dạng dạng như này này. X mũ m trừ 1 trên x mũ n trừ 1 này, nó dạng như thế đúng không? Được chưa? Thế thì x mũ m trừ 1 này sẽ viết được thành gì? Khai triển thức này. X trừ 1 nhân với x mũ m trừ 1 cộng x mũ n trừ 1 m trừ 2 cộng 3 chấm cộng 1 trên x trừ 1 không? Triệt tiêu chưa? Nghe đi đã, đừng chép vội. Sau đó thay 1 vào thì đây là 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 vân vân. Có bao nhiêu con số 1? Có m con số 1 đúng không? Như vậy chỗ này lim của nó sẽ bằng m. Tương tự cho cái này, lim sẽ bằng n, nhưng mà em nhớ phải đổi dấu lại là x mũ n trừ 1 thì đây dấu trừ không? Thì kết quả phải là m trừ n. Đấy là làm tự luận. Mà nhớ rằng là ta đang viết tắt với nhau đấy, vì ta đã chữa này rồi đúng không? Còn làm tự luận thì nó phải dài nữa. Hiểu chưa? Ok chưa? Bấm máy như nào? Đâu các Thành bấm máy đâu rồi? Duy Hưng đâu rồi? Lữ Hoàng bấm máy đi. Nếu bấm máy thì mọi người phải cho MN là một số bất kỳ. Ta ví dụ lấy M bằng 5. Hay cho lần lớn một chút đi. M bằng 8, N bằng 5 đi. Mọi người bấm nhập máy đi. M bằng 8, N bằng 5 tính xem bằng mấy. Bấm đi. M bằng 8, N bằng 5 nhé. Phân số x mũ 8 trừ x mũ 5 trên x trừ 1 đúng không? Can 1,000001 bằng 3 chưa? Thế 8 trừ 5 bằng 3 đúng không? Thế thì chẳng là M trừ N bằng 3 đúng không? Đấy là bấm máy. Hiểu chưa? Thì nếu có MN thì lại lấy MN các số bất kỳ, nhưng mà đừng lấy nhỏ quá, nên lấy to to một chút. Được chưa? Ok nhá. Máy cũng ra mà tay cũng ra. Tay thì để thể hiện khi mình tính tự luận. Được chưa? Sang trang nhá. Xem còn bài nào không. Thôi loanh quanh nó vẫn các dạng như thế thôi. Nhiều bài để mọi người luyện mà, chứ còn thực ra nó không khó. Hoặc là ai thấy cái nó khó thì họ chủ động hỏi. Tự giác đi, học tự giác. Nào, câu 319 đi. Thấy câu dài nhất của đất luôn. 319. Nốt câu này là đắc đạo này. Đắc đạo phần hàm số này. Nào, ai tự làm được 319. Kết quả bằng. Lại còn hỏi đáp án sai nữa. Tính như nào?
đừng đừng có đoán mò, đừng thấy nuôi n b muốn n gì đây. Nhớ đáp án của lớp, nhớ đáp án ở lớp á. Thế ai chơi không? Em nghĩ là nó chơi kiểu nhớ đáp án ở lớp thì ai chơi? Em nghĩ là B. Em lại nghĩ B à? Em cùng lớp với nó đúng không? Thế chị Ngân B à? Không biết à? Rồi chị cùng lớp thì chị nói luôn. Làm như nào? Làm như nào? Ok, trả lời đi, làm như nào? Đây có phải là khai triển nhị thức Newton không? A, N, X, N các thứ đây có phải là khai triển nhị thức Newton không? Đúng không? Thế nó sẽ viết được thành gì? Hay nói khác ta làm cho đơn giản như này đi. Đây là giới hạn của đa thức đúng không? Phân thức đại số. Thế cái mũ bậc nhỏ có quan tâm không? Bậc nhỏ không cần quan tâm đúng không? Ta chỉ cần quan tâm bậc lớn nhất. Chỉ cần quan tâm bậc lớn nhất là chỗ này thôi đúng không? Tất cả những cái đằng sau chỉ để lừa bọn em thôi. Đúng không? Thế thì nếu N mà lớn hơn M, N lớn hơn M thì bậc tử lớn bậc mẫu chưa? Thì đáp số phải bằng vô cùng. Đúng không? Mà vô cùng là phải thỏa mãn hai số này phải hai số dương nữa cơ, chứ số âm lại thành âm vô cùng ngay đúng không? Con này đúng nhá. Đúng chưa? N mà nhỏ hơn M thì bậc tử nhỏ hơn bậc mẫu. Tử mà nhỏ hơn mẫu thì đương nhiên phải bằng 0 rồi đúng không? Đúng chưa? Dù là cộng vô cùng hay trừ vô cùng cũng thế, bởi vì sao? Con này có căn không? Không có căn, không có trị tuyệt đối, đúng không? Thì đương nhiên bậc tử nhỏ hơn bậc mẫu phải bằng 0. Còn con này A, N trên BM nó chỉ xảy ra khi N bằng M. Bậc tử bằng bậc mẫu thì mới bằng hệ số lớn nhất trên tử chia lớn nhất ở mẫu. Như đây là câu sai. Nhìn thì phức tạp nhưng thực ra nó rất dễ. Hiểu chưa? Nhưng mà tôi chữa vẫn còn khó. Bởi ra hai ông này còn chữa dễ hơn. Nó có nghĩ gì đâu. Nó nhớ được đáp án. Biết được bằng M mà. Hiểu chưa? Đấy. Xong nhá.